các cụ về nhà mới thì bọn con xin thay mặt bản Nga là đến gọi nén hương để kính lễ các cụ, phục vụ cho những người bạn bè nghe chúng con lâu dài đến lâu. Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to, từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu, mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng 500 đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, sóng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Quay gương mặt ra đây, gương mặt quay ra đây. Hồ hởi phấn khởi. Chúc tân gia nhà mới, chúc sức khỏe gia chủ. Cảm ơn cả nhà. Chưa xong. Đây. Cho tôi xin. Như nhắc đến nhau. Hoa mi để có ảnh. Quay vào người chơi. Có quả ống kia cơ mà. Không có gì. Không có gì. Không có gì. Không có gì. Nào, đây anh em chúng ta là đến là chúc tân gia nhà mới của bạn Nga và chúc sức khỏe của gia đình bạn Nga. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chúng ta sức khỏe nhau nào. Cảm ơn đấy, cảm ơn bạn ạ.